Thì như vậy thì các anh có đủ tu chưa? Các anh có đủ cái chân lý chưa? Các anh có đủ tu chưa? Hai con người đều yêu thì các anh bỏ lên bằng cân suy nghĩ, các anh lựa cái người nào có giá trị hơn các anh yêu. Giống như nói như cái thằng thích từ từ yêu việc hơn cái yêu. Thì trong cái vấn đề đó thì làm cho hai con người nó gây gổ với nhau như vậy, đang đánh động nhau, đang ghen tương nhau vậy, thì anh tu chưa? Anh chưa tu. Chị cảm ơn em lên tiếng để nói, để cho con chị nó thấy đó cúng dường gieo luôn, nghèo luôn. Tại vì sao? Tụi tất cả các Phật tử của ngày hôm nay đó, các anh các chị biết không? Họ chỉ muốn là họ chỉ đi gieo duyên mà không biết gieo duyên là gì. Bỏ một số tiền kết xù ra để cúng, để được thầy tán thán, thầy khen, để thầy mình hưởng phước. Mà các anh chị hiểu cái cốt lõi cái phước đó từ đâu ai cho? Mình sinh ra cái cuộc đời này, cái phước lớn nhất của mình là ai cho, quý vị biết không? Tổ tiên của mình cho cha mẹ mình, cha mẹ mình cho mình. Cái phúc đức là gì? Phúc đức lớn nhất con người của mình sinh ra là tay chân bình thường, mặt mày sáng sủa, tay chân lành lặn, nó không có sức mẻ chỗ nào hết. Đó là cái phúc rồi. Mà mình biết sử dụng cái phúc đó, mình gieo, mình tạo thành giống như cái kiểu mình có một cái nhân rồi, mình có cái hạt rồi, mình gieo cái hạt giống từ bi, thì chắc chắn cái phúc đó sẽ lên, nó tăng lên cái phúc thọ cho mình. Sinh ra mình đàng hoàng, mình chỉnh chu rồi thì tổ tiên ông bà cha mẹ mình ban phúc lành cho mình. Chứ ở đây sư thà sảy thầy chùa nào mà ban phúc lành cho ông bà anh chị? Không có ai ban hết trơn á. Các anh chị chết đời trước kiếp sau nói những câu chuyện đó ra, nó dựa vào Đức Phật, đó là những câu chuyện hư cấu. Phật là gì? Phật là trí, Phật là tuệ. Có trí mới có tuệ, không có trí làm gì mà tuệ được. Mình không có từ bi làm gì mình giác ngộ. Mình không đau khổ làm gì mình đi tìm cái chữ, mình đi tìm cái đau khổ mình mới có được cái hạnh ngộ. Tại vì cái hạnh ngộ mình đau khổ mình biết ngộ, hạnh ngộ là giác ngộ, đúng không? Đau khổ mới giác ngộ, giác ngộ mình mới từ bi. Thì ở đây các anh các chị tu mà các anh chị nó gọi là tu đâu cho đúng, tu đâu cho sai. Tu không buộc bắt sai và đúng, nhưng mà tu là phải có trí. Có trí mới tu nó đúng. Mà vô trí không trí là tu sai, chứ không phải tu nó là đúng là sai gì hết cả. Từ bi là gì? Cho đi là gì? Nhận lại là gì? Đức Phật là cho đi rồi, cho đi cái tình yêu thương của tất cả muôn vạn chúng sanh. Nhận lại là gì? Nhận lại những cái yêu thương của muôn vạn chúng sanh đang cung kính Đức Phật 2600 năm qua. Mình vẫn là cái người yêu thương Đức Phật. Em chào Lý Bằng nha. Chào con rồng. Không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh là được rồi. Đúng rồi. Nhưng mà nói thật với quý anh chị, nói là trên lý thuyết tôi nói thôi nha. Em cảm ơn anh Lý Bằng nha. Tu học Phật ngày nay có phải là giáo lý Đức Phật thì không sai. Giáo lý của Đức Phật không đưa ra để chúng ta nghe được những cái câu từ giáo lý của Đức Phật, mà chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái truyền thuyết của Đức Phật là người đi hành pháp, mà chúng ta dựa vào đó. Đừng có dựa vào những cái quyển kinh sách của Đức Phật. Nôm na thì nó chỉ là một cái cơ bản. Nó chỉ là, ví dụ như 40 Đức Phật nói đúng thì mấy ông châm biếm trên cho 60 nó chẳng 10 thôi. Thương thì có 7. Tu tập con người á. Tối qua em đẹp lắm. Trời, tối qua em đẹp lắm. Giờ ông tưởng là tối tôi đi khách sạn với ông, giờ tối qua em đẹp lắm. Cái người lạ nè, quý vị thấy đó. Nó kiểu như nó nói mà ai yếu bóng vía là chả nghĩ chắc tối tôi đi khách sạn với nó. Trời đất ơi, tối qua em đẹp lắm. Trời ơi, nó nghe nè, hồi tối ngủ nằm mơ hả?
Trời đất ơi, đó thấy quý vị thấy không, người lạ đâu nữa, tối qua em đẹp lắm. Cái đó là những cái thằng gì, những cái thằng cái đầu của nó nghĩ á, nó khôn mà gọi là khôn lỗi đó, mà nó ngu đần đó. Nó quy chụp người ta không có cái cớ để quy chụp. Thầy thích Tuệ là ok rồi, dạ chào chị và dạ, cảm ơn Tấn Lập. Làm được thì hả như sư Minh Tuệ rồi, hèn chỉ đúng rồi, thọ nhân không làm được điều đó. Mình đừng có dựa vào trong những cái cuốn kinh sách của tất cả. Hỏi nha, chị ơi chị đọc cuốn sách đó chưa? Không, tôi đâu có đọc, không bao giờ đọc. Tại vì giờ muốn đọc cái cuốn sách đó là gì? Khi cái cuốn sách đó để chúng ta đọc cái cuốn sách để mà hiểu được á. Dạ em cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Tới qua có thằng nói em như vậy đó. Ừ, nó vậy đó quý vị. Hôm qua, tối qua em đẹp lắm. Nhiều người không biết, chắc tối tôi đi khách sạn với nó gì. Trời đất ơi, tôi nói các anh vậy nè, các anh có muốn hạ người ta, muốn hại, tôi gọi là ma bắt lửa mặt người ta, hiểu không? Mấy anh đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy đi. Các anh tôi là người không sợ ma, mà các anh đi hù nhắc ma tôi, anh đừng có rung cây nhắc khỉ nữa, hiểu không? Xưa rồi, mấy cái trò bịp này nó xưa rồi, xưa ra trái dưa rồi, cũ như trái đu đủ rồi. Anh làm tôi buồn như con chuồn chuồn vậy đó. Nói chung thì dựa vào Đức Phật là chúng ta dựa vào gì? Đức Phật đi tu là từ bỏ, mình dựa vào cái từ bỏ của Đức Phật, mình dựa vào cái truyền thuyết của Đức Phật, chúng ta tìm cách để chúng ta tu tập. Bây giờ không phải Phật thuyết toàn là tổ sư Trung Quốc, đúng rồi, nó mượn những cái kinh sách nó biến ra đó. Vị nghĩ nè, biến ra để nó đưa ra những cái làm ngu dân, để nó gì, nó lấy cái quyền lợi nó trục, tại vì nói thật sự ra tất cả cái nền kinh tế của cái giáo pháp tôi gọi là giáo hội Phật giáo, toàn bộ chúng sanh là nuôi giáo hội hết, chúng sanh là, cho nên nó không làm ngu sanh mà nuôi nó được, làm ngu trò hù dọa. Cái gì quý vị mà cúng đi, mà nếu không dở trận không bể đi, vài bữa nó ra là Đức Phật nói này kia nó. Nó cái thằng âm binh nào nó mới nói là khi cúng dường cho Đức Phật á, mình là cái người Phật tử đó, hứa với tăng cái gì phải làm điều đó, giống như hứa cúng dường là phải cúng, cái kiểu như vậy đó. Đức Phật có dây bà nói xấu người ta, Đức Phật có dây bà thị phi không? Vậy hả? Không, Đức Phật không kêu tôi làm điều đó, nhưng Đức Phật kêu tôi mấy thằng nào mà nó mất dạy, nó sàm sư, con xử nó cho Phật. Có, tôi nằm mơ, tôi nằm mơ nghe Đức Phật chỉ tôi sao tôi làm y chang vậy. Tôi nằm mơ Đức Phật nói, thợ nhân ơi, nếu mà ở cái xã hội này thời mạt pháp rồi, mấy cái thằng sàm sư mà Đức Phật chỉ tôi luôn mà, Đức Phật chỉ tôi nè, cái thằng mà cái dạo gần nhất mà sàm nhất đó là thằng Thích Chân Quang, con hãy cố gắng bóc mẹ nó đi con, rồi Phật và con cùng tế tiếp tay để lật mặt cái thằng Chân Quang ra. Rồi giờ Phật cũng nằm mơ, Phật cũng kêu tôi giờ thằng Thích Tuệ Hải nè, thằng Thích Chân Tính nè, rồi Thích Từ Từ nè, con cứ nói hết mấy thằng đó ra. Đó là Phật có nói vậy, tôi nằm mơ mà. Trong giấc mơ tôi giật Phật căn dặn tôi rõ ràng, kêu tôi có sao nói vậy nha. Chứ giờ tôi nằm mơ thôi, chứ tôi đâu, Đức Phật của ngoài đời đâu. Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật, chứ không phải là một cái truyền thuyết. Tức là truyền thuyết là một cái lịch sử rồi, trời không chịu nữa. Tôi mệt cô Ngọc Soàn này ghê vậy đó. Một cái nhân vật lịch sử có thật, mà lịch sử ở Việt Nam ở đâu? Hả? Vậy tôi hỏi bà, lịch sử Việt Nam ở đâu? Đức Phật là lịch sử của người ta, nằm ở nước sở tại đó bà, chứ không phải lịch sử Việt Nam. Ví dụ như lịch sử ở Việt Nam mình có tổ sư Đăng Quang nè, đó là gọi là lịch sử. Hay là ví dụ là lịch sử tất cả các anh hùng nè, ở Việt Nam mà gọi là lịch sử. Còn cái đó là ở nước khác gọi là truyền thuyết, hiểu không? Chừng nào ở đất nước Việt Nam, Đức Phật mà cái người giống như mà Ngài Thích Minh Tuệ nè, sau này đời con đời cháu mà khi mà Ngài đã Niết Bàn rồi đó, gọi là những cái nhân vật lịch sử trên đất nước của mình. Còn đất nước bạn tôi cho rằng truyền thuyết. Truyền thuyết có nói rằng giống như truyền thuyết Tây Du Ký vậy đó, bà hiểu không? 36 tổ sư có Trần Nhân Tông, 34 tổ đó, cái đó là gọi là cái đó là tiên sư tổ sư đó.
thợ nhân giống bà Phương Hằng quá, nằm mơ linh quá, nằm mơ linh vậy đó. Thiện Thuận, cái đó là cái thằng Thiện Thuận, cái thằng đó cà chớn đó. Bạn ơi, bởi vì những người sống tốt thì toàn bị chúng sản phẩm đang cố sức để nhận nhận xuống thôi. Kệ họ chị, kể tiếp đi. Chứ ở đây nè, nói thật với bà con cô bác nha, đừng có nói truyền tiết là không có truyền thuyết ai biết Phật. Đúng rồi, nó có cái truyền thuyết, cho nên các anh chị nói là lịch sử. Lịch sử ở đâu ra mà đất nước Việt Nam mình có lịch sử? Lịch sử là đất nước Việt Nam, hiểu như vậy nha. Mong tất cả bà con cô bác Phật tử ở Việt Nam chỉ có một bậc chân tu là Bồ Tát. Bồ Tát Thích Nhật Từ, đúng rồi, đó lịch sử đó. Lịch sử Bồ Tát giờ chưa, chừng nào ông chết đi có lịch sử. Lịch sử mà Sàm Tăng Thích Từ Từ thì có. Tôi nằm mơ tôi thấy cha này chả bị có nhiều bá tánh á, để dí chạy mà chạy núp ở trong cái hang đó quý vị, núp ở trong cái hang, cái ngoài Phật tử nhém hang cái tự nhiên chết cống chậm luôn. Tôi nằm mơ đó là cái thằng Thích Từ Từ đó, mà dí cái thằng Thích Từ Từ, tôi nằm mơ là nó là cái kiếp trước nó là gì quý vị biết không, nó là con gì biết không? Đâu nằm mơ có mà ông Hoàng. Hồi kiếp trước nó là cái thằng Thích Từ Từ này là cái, nó là cái loài giống của chim cánh cụt đầu thai. Nó là cái loài chim cánh cụt đầu thai đó. Nằm mơ xàm, tôi nằm mơ xàm, mày biết tôi xàm mày vô đây nghe chi vậy trời, biết tôi xàm thì ra ngoài đừng nghe, đừng nghe câu chuyện hư cấu của tôi, nghe tức lắm. Tôi nằm mơ đó, nói kiếp trước nè, mấy ông nói kiếp trước của các ông á, của người giờ người ta hay lắm không. Giờ tôi nằm mơ Đức Phật có nói với tôi là cái thằng Thích Từ Từ mà tự xưng là Bồ Tát Thích Nhật Từ đó, kiếp trước nó là cái thằng đó là con chim cánh cụt, nó là con chim cánh cụt, bởi đầu thai lên nó không đủ thước tấc, không đủ thước tấc. Đức Phật truyền lại cho tổ sư Maha Ca Diếp, truyền theo cho dòng họ Thiền Tông, truyền lại cho Maha Ca Diếp, ngài Maha Ca Diếp truyền lại cho Đạt Ma Sư Tổ, Đạt Ma Sư Tổ là mới truyền lại cho Trần Nhân Tông, còn ngài Huệ Năng nữa, hiểu không, mới truyền lại. Bồ Tát Đại Đức Đại Trí hộ tu tinh hoa về đạo Phật Pháp. Bồ Tát là người Đại Đức Đại Trí, vậy mà có người tự xưng là Bồ Tát giữa đời thường đó chứ bộ giỡn sao. Tôi thấy không có ông Bồ Tát bà Bồ Tát là mà lùn giống như cái thằng đó trơn á. Tôi nói thật cho quý vị á, nãy tôi thấy một cái kiểu lùn không là tôi phản cảm rồi. Đừng đuổi bọn từ con ra cho nó nghe nó tức chị, đâu có đuổi chi Tuấn, cứ để đó. Bồ Tát ăn thịt chó, đâu vợ ở nhà bán thịt chó có quán thịt chó nha cả nhà. Bởi vì ông biết thịt chó làm nước chấm gì. Tôi nói thì cuộc đời tôi nói thật với bà con cô bác anh chị nha, tôi là năm nay là 50 mấy tuổi đời, trên 50 tuổi chưa bao giờ biết ngậm miếng thịt chó, mà không biết thịt chó chấm gì mà tên ông tu mà không biết hết trơn luôn quý vị. Công nhận cũng si tầm dữ lắm đó nha. Chào chị Thợ Nhân, chị chào Hiếu Vinh nha. Bồ Tát Ma Ha Tát Thích Nhật Từ là vị chân tu vĩ đại. Ô trời ơi, đại đâu, đại du hả, vĩ đại du hả, Bồ Tát là vĩ đại du hả. Cái thằng đó mà gọi là Bồ Tát gì, kêu bằng thằng. Ai kêu Bồ Tát kêu đi, chứ còn riêng Thọ Nhân là kêu bằng thằng nha. Thằng đó là thằng Từ, thằng Từ đó, thằng đó là Cửu Từ á nha. Còn Thọ Nhân là không cho phép được kêu như vậy, không cho phép cái miệng mình đã kêu cái thằng đó là Thích hoặc Phật, tại vì không cho phép. Nếu tôi kêu đó là tôi phạm tội với tổ tông của quyền thất tổ của sư Minh Đăng Quang ở đất nước Việt Nam, tôi không thể nào làm được. Ok, cảm ơn cái món quà của bạn tặng cho mình nha. Không phải nó không có não, tại vì nó cố tình vậy thôi. Không phải nó không có não, nó đang bảo vệ thầy thợ nó mà, đang bảo vệ thôi quý vị. Truyền từ qua 2500 năm là thành mê tín hết trơn, mê tín hết trơn này. Đức Phật là đã, ông là cái người ở nước Ấn Độ, mà Ấn Độ mà qua Trung Quốc thì quý vị thấy qua anh Trung là thấy mệt rồi đó, qua anh Tập Cận là thấy mệt rồi đó, không? Anh Tập Cận Bình thì thấy mệt, mà anh truyền về cho Việt Nam mà còn mệt nữa. Trời ơi, giống như là tẩy trắng hết rồi quý vị ơi. Toàn
mắm dặm thêm, mắm dặm muối, cái nào cần á, cần thêm thì không chịu thêm mà bớt đi, làm những cái thêm vô là tiền. Nói chung là thêm vô là tiền, những cái bỏ đi là thêm vô là tiền. Ví dụ Đức Phật kêu tu tập cái đó là bỏ, cái nào cực quá bỏ. Giống như cực quá như ngài Minh Tuệ, còn ngài Minh Tuệ là ngài đi cái cuốn sách của ngài đọc đó là gọi là Bikaya đó. Là ngài với hai nữa ngài có đồng tin của Đức Phật. Thì ngài đã trở thành một cái chánh đẳng chánh giác. Còn ở đây giác gì? Mấy ông tu cũng giác nữa mà giác gái chạy. Mấy ông cũng tránh nữa. Mà tránh ra để tao giác gái tao chạy. Vậy thôi. Mấy ảnh tu sướng lắm. Tu giờ mấy ảnh sướng rần mình nữa, chứ không phải giỡn đâu. Tu từ trên tới dưới ảnh sướng hết. Ảnh sướng là tuyệt tình luôn. Thế từ từ gọi là chết từ từ cho đúng nha. Thằng đó tôi nói thật với quý vị tin tao đi. Nó không chết rồi thôi, nó chết bi thảm đau khổ còn hơn là Thích Chân Cu. Thằng Thích Chân Cu nó, cặp mắt của nó là cặp mắt là giết người cướp của đó. Nó có hai cái mộ nằm ở sau hè của Thích Chân Cu. Hai cái ngôi mộ là hai cái người phụ nữ mà bị chết dưới tay nó đó quý vị. Quý vị tin tôi đi, từ từ để quý vị thấy. Sàm Tăng Ma Tăng nghe chị phản biện, không phải chạy mất dép, mà hiện tại chúng nó đang bệnh, bệnh ói ra máu đó. Nó tức ói ra máu đó. Tại sao cái con này nó biết quá, nó rành quá. Giác cái gì mà ngộ, ai ngộ là giác. Tránh ra để thầy giác. Ngộ là giác hết. Em khoái bà rồi nha, cảm ơn Cẩm Nhung rất là nhiều. Cẩm Nhung này ở Nhật hay là ở Hàn Quốc đây? Lúc nào mấy anh cũng cho là mấy anh là Phật không à. Phật đường, Phật trên trời dưới đất, Phật không à. Phật dữ lắm à. À em ở Hàn Quốc à. Ừ. Có Bồ Tát Nhật Từ đương à. Trời ơi Bồ Tát vậy mà, Bồ Tát vậy mà không cứu chúng sanh ở ngoài Bắc nổi lắm. Tại sao ở đây mấy ba này không thỉnh Bồ Tát ra ngoài Bắc để mà cứu khổ cho chúng sanh đang bị mấy cái vùng mà sạt lở vậy? Sao không đem Bồ Tát ra ngoài mấy ta? Kỳ vậy ta? Đem Bồ Tát Thích Từ Từ đi ra ngoài cho cứu khổ chúng sanh chứ. Đâu bây giờ là chuyển qua là Thích Từ Từ rồi. Thích Từ Từ là chuyển qua là gì biết không? Giờ thích nhiều chuyện rồi. Nhiều chuyện tới cái chuyện mà năm. Tại sao không? Cái ba này bà bú phen. Dạ cảm ơn chị Hồ Thanh Thủy. Từ ngày Thích Minh Tuệ xuất hiện là Sàm Tăng nguyên hình. Nó nguyện, nó lòi hồi trước, nó lùa, nó lòi ra cái đuôi của con gọi là hồ ly thôi. Những cái sự kiện chùa nào em cũng thấy tổ chức sự kiện, tổ chức lễ Du Lan, tổ chức lễ Phật Đản. Hồi trước hồi xưa 1900 hồi xưa hồi xưa tới giờ em không có nghe Phật tổ chức những cái cuộc hội ngộ đó, những cái vui hay là hát ca gì ở trong những cái ngôi chùa. Cũng giống như tất cả mấy má mà nghệ sĩ mà đi vô chùa hát đó quý vị. Đó, không có. Cái đó là những cái hành vi của mấy cái thằng sư á. Nó tạo cái candle ra để nó làm gì, nó bú fan. Mở cái ông nào ông nấy có kênh YouTube hết vậy đó. Đúng rồi, thầy Thích Minh Đạo đóng cửa rồi Cẩm Nhung ơi. Đâu thầy buông bỏ đó là hay đó quý vị. Thật sự là mình thấy một cái cách thầy Minh Đạo mà buông bỏ được cái đó thì thật sự mình rất vui. Thì có một cái ông Bủ Chánh, Bủ Khánh. Bủ Khánh chứ không phải Bủ Chánh. Ông lên ông nói là thầy đang từ bỏ như vậy là đang phụ lòng các thầy tổ. Các thầy tổ người ta để trong lòng, các ông đừng có áp đặt nữa, mệt lắm. Bây giờ đi tu là gì? Đi tu là con người trên nguyên tắc nó được là gì? Được thoải mái và tự do. Để tôi cảm thấy rằng tôi tu, tôi đạt được cái cảnh giới nào kệ tôi, mà giới điều kiện. Cái quan trọng nhất là